Màn hình quốc dân cho xe quốc dân đây các bác. Đây là chiếc Toyota Vios xe quốc dân của các bác đây. Bên em đang nâng cấp chiếc màn hình DVD Android cho chiếc xe này. Và nó có những cái tính năng như thế này đây, các bác có thể thấy. Cam lùi AHD sắc nét này. Camera ghi hình phía trước này. Sắc nét xem luôn trực tiếp trên màn này luôn nha các bác nhá. Quá là tiện luôn, chạm đây cái có video ngay, có đầy đủ cả âm thanh giọng nói cho bác, tăng giảm âm lượng này, giật phím rảnh tay này. Ngoài ra các bác có thể chạm cái nút này để ra lệnh giọng nói cho chiếc màn này để nó hoạt động các bác nhé. Có đầy đủ các bản đồ cho mình, bản đồ S2 này, có cảnh báo tốc độ không đi quá tốc độ giới hạn này, có ZT2B. Đây là cái ứng dụng YouTube mà chạy ngầm nha các bác nhá. Các bác có thể thoát ra ngoài khi mà mở nhạc vẫn có nhạc nghe bình thường. Lắp SIM. Đấy, các bác đi trên đường quá là rảnh tay. Bác nào mà chưa nâng cấp màn Android cho xe của mình hay qua Cala các bác nhá.